Rồi cái đây chung cho hở này, Nam Tờ này, Ba Lam này. Đó ngày 23 tháng 9 2023 thứ bả này. Tao vào đi rồi chung ra toa này. Hả? Tao vào đi. Đây Quân ở đúng không? Quân ở. Đây Ba Lam đi quý vị, chị ngày 23 tháng 9 đây. Đó Ba Lam. Máy tờ đâu đếm đi hư máy tờ. Đó. Nó gửi là toa. Bốn. Nhận cho nó rồi chuyện nó đi đoàn công ty về lấy. Không vậy đầu năm năm tờ 500. Chuyện vậy nó mua thì nó mua bao nhiêu nó mua. Bốn rồi, 500. Ờ đủ chưa để coi thử. Này, 3 5 400. Cái thằng cháu nó mua Nam Tà trúng quý vị anh chị, nó mua với số Nam Tà trúng này nó mua với chuột trong đại lý luôn. Nhưng mà mấy chị kia bón nha quý vị. Rồi mình đổi cho cháu mình thôi. Mình đổi cho cháu mình, bây giờ gửi cho cái chị kia chứ đem xuống với đại lý chia đậu cái số đó nha anh chị. Rồi thì 500 ngọt cũng vui. Rồi thì cái Quân Hải đây anh chị, bãi làm. Đó. Chứ đó là Ba Lam nè, rồi Ba Lam nữa nha anh chị. Đó, mình nó mua Ba Lam nữa. Đó, giờ lại Ba Lam. Đó. Ngày 22 tháng 9 Ba Lam, giờ lại Ba Lam tiếp tục. Và Quân Hải ngày 23 Ba Lam. Đó, mình ra cũng hai với hẻm ra rồi mình lấy nữa hè. Ra vừa ra không mà lấy Ba Lam trúng. Đó thì 500 ngàn nha anh chị. Rồi thì mình cũng qua chia sẻ lại cho anh chị mình. Ở đây mình cắt tiền này bạc túi đây về đưa lại cho cháu. Rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video của em. Cảm ơn quý vị rất nhiều, kẻ nó trúng cũng vui vậy. Quý vị người ta có vốn này chơi ha. Không đoán là bao nhiêu nhưng mà có vốn chơi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Chúc anh chị cũng may mắn như đứa cháu của mình nha anh chị.